Có thể đây là couple đang được giới trẻ yêu thích nhất. Cả nhín. Nhưng mà với anh em chơi cờ chúng tôi thì đấy mới là couple làm chúng tôi điên đảo mấy ngày nay. Xin chào các bạn, để series chơi cờ với nắng. Sau khi cập nhật thì Yasuo và Kai'Sa đã trở thành cặp đôi được yêu thích bậc nhất, vì Ionia thách đấu là một trong những đội hình mạnh nhất đấu trường chân lý mùa 9/13/13 này. Mà team này thì cặp dương quá cô lòng anh team chưa ai. Hai anh chị kết hợp quá đẹp khi đảm bảo cả hai loạt sát thương vật lý và sát thương phép, đồng thời thì có tầm đánh rộng rất là dễ khiến đối thủ tụt huyết áp. Giờ thì mình sẽ vào game để các bạn thấy chi tiết hơn nhé. Mình chọn huyền thoại Raven, còn game thì chọn thành phố Bendo cẩm chất hùng. Sau ba đao quái thì mình có vốn khởi nghiệp là một gậy một cung, không phải gậy với mị đâu. Đây là hai mảnh của cái cuồng đao ai cũng muốn có ở bản cập nhật trước. Thêm một găng, một cái đai và một nước mắt. 5 đồ làm vốn khá là ít xuất hiện, thường thì chỉ có 3 đồ thôi. Nhưng mà không sao, rõ ràng càng nhiều đồ càng tốt. Đúng vậy. Đương nhiên chọn Raven là để lấy chiến lợi phẩm rồi, không cần biết hai lõi còn lại là gì luôn. Không có một con nào hay sao, thôi đành ghép tạm bằng form hai can trường hai thách đấu ấy. Samira cầm tạm cuồng đao với cả bàn tay công lý. Mảnh đai thì để dành tí nữa lắp đồ tanh cho dễ. Chuẩn bị tâm lý để thua rồi, nhưng mà gặp mấy cái ông này chắc là chưa ăn cơm. Yếu xìu, ông 2.1 thì hai đồ si kẹp kêu. Mà kêu 1-0 đồ thì đam ở đâu ra. Ông 2.2 đi cũng bố chết, cũng có 2 sao đấy, nhưng mà đam từ kêu gần như là bằng 0 ở những cái round đầu như thế này. Jin 2 sao ngon. Mình check một lượt mấy cái nhà có khả năng sẽ gặp thì thấy nhà đích nào trong cũng kinh. Tao đích để lại cũng tốt, nhưng mà chỉ tốt nếu thắng thôi. Mình bán nó đi cho tròn 20 vàng vì linh cảm là round này sẽ thua. Và thế là thua thật. Đi chợ mình lụng Kalista cầm đai để vừa tối ưu được giáp máu, lại còn vừa có thể đổi đồ cho nó cầm nữa. Ok, giáp máu cho Yre chống chịu, cuồng đao cho Kalista và bàn tay cho Jihin. Update được đội hình trông ra gì VL rồi, đây là mình không giữ 30 tiền nữa mà up 5 thêm Poppy vào sân. Hy vọng là sẽ thắng để vẫn tối ưu được lợi tức. Bán cả Viego với cả Warwick trên hàng chắc là đi rồi đấy. Ui giời, ba Surima, Aksan cầm đồ giúp Azir, nhưng mà toàn một sao nên là yếu lắm. Mình thắng và có 30 xiền như đã tính. 2.6 là một nhà Chitana nhưng mà đam cũng không nhiều. 4 chết. Chitana bật skill gồng credit bắn tụt cả nòng súng ra ngoài mới hạ gục được Yre bên mình. Nhưng mà bên này mất một Yre thì bên đấy đi cả nhà rồi. Mình có chiến thắng thứ hai với cả 3 vàng hack thêm được là đủ 40 vàng. Tuy là không có win chick nhưng mà trước bãi đá đã đủ 50 vàng, thế này là một tín hiệu tốt rồi. Đập đá thì mình lời thêm được một BF, một Kalista và khá là nhiều tướng 2 tiền. Bán hết các tướng không liên quan đi và up 6 ở 3.1 thì mình vẫn giữ được 50 tiền. Trận này mình giàu phết, sắp khởi nghiệp thành công rồi. Startup Việt Nam bây giờ bị ngáo giá hay sao? Mốt chứ không lắm ăn cỏ, tại vì có ai thịt được mình đâu. Cho dù JC2 so vào hàng tay kha khá nhưng mà vẫn không có đủ khả năng để chấm dứt chuỗi thắng của mình. Mình vẫn thắng nhà này một chết nhờ phát bắn thứ tư của Jihin. Giàu thì cũng có, tiền thì cũng thích, nhưng mà mình không thể chọn hướng đến hồi kết được, vì các nhà roll 7-8 sẽ đấm mình cút luôn mất. Phong của mình cũng không đủ để đép từ sau vòng đi chợ kia. Roll lõi 1, lõi 3 thì không có gì ngon hơn, nên là mình định chọn ý chí bất khuất để có lõi combat. Team mình cũng sẽ không quá gì chết vì phải nhận khống chế từ đối phương. 2.3 mình đối đầu với cái nhà đang cháy nhất lobby, nguyên đai nguyên kiện 100 máu, ba quân sư quá nhiều sát thương phép cho Kai'Sa idol đằng sau và tanh cho hàng trên. Team bạn câu kéo rất lâu đủ để Kai'Sa dọn sạch sàn đấu như mình. Ngọn lửa uy trích lần đầu chưa kịp thắp lên đã bị ông này tạt cho gáo nước thịt luôn. Gặp lại kêu 4 cát trường ở một round đấu khác thì kêu cũng khác luôn. Người ấy đã cầm hai cuồng đao và thêm một đồ búp từ Demacia. Tanh thì không phải bàn, mau cái hai đồ là quá trâu. Kalista của mình ném chắc đến khi già nua chống gậy mới không thể hạ gục được khốc cây cổ thụ này. Thất bại thứ hai và mình còn 78 máu. Quyết định của mình ở vòng đi chợ là bốc thêm cái giáp để vừa có thể lắp đồ tanh lại vừa có thể lắp đồ đam. Vì theo cái hướng này thì khả năng cao là mình sẽ chơi Ionia thách đấu. Trở về thì cũng không có gì thay đổi nhiều, mình chỉ up 7 và thêm vào một con Ugot không đồ. Mình ăn liên hoàn đấm hai vòng sau đấy khi mà các nhà gần như là đã roll và update đội hình. Đây là lý do vì sao mà mình không chọn hướng đến hồi kết. Meta này mà chờ hồi kết là kết thúc luôn. Trong lúc đấy thì mình vẫn bắt dần các tướng Ionia cần dùng để xíu nữa còn lên 8 thay vào hoàn thiện đội hình. Bầy sói trả cho mình khá tiền, một cái đập đồ, một mảnh kháng phép và hai cái găng. Thế nhưng mà sự chú ý của ta là va phải vào hai Kai'Sa trong cửa hàng. Vãi trưởng level 7 mà double Kai'Sa không cần roll thì hôm nay ra đường phải cẩn thận, chứ nhân phẩm dồn vào đấy hết mẹ rồi còn đâu. Thế nhưng mà sau khi lên 8 xài hết 30 tiền để roll thì mình vẫn không bắt được thêm một con Kai'Sa nào. Yasuo cũng không luôn. Thế chịu rồi, hai con sen cũng ngon nhưng mà không đủ để bù đắp khoảng trống của Yasuo để lại. Lắp vô cực cho Jihin để bắn vỡ mồm cái ông bắn tỉa này. Ít xài, thắng hai chết cứ từng thua. Các bạn sẽ chọn lõi nào trong ba cái lõi vàng này? Xúc sắc vô tận khá là ngon để roll tìm Yasuo. Lo gen thần thoại cũng không phải là lựa chọn tồi. Nhưng mà giờ thì mình đủ form rồi, thiếu mỗi Yasuo. Nên là mình sẽ lấy linh hồn vệ binh dành riêng cho Ionia. Chọn lõi xong thì mình roll tiếp. Đủ 6 Ionia rồi mà kẻ bất dụng thứ ở đâu thì mình cũng chịu. Cứ bán được con nào đi để roll tiếp được thì mình cũng bán. Đến những cái cắt vàng cuối cùng thì nó mới chịu CL. Trời ơi, phá sản vì Yasuo. Vào lẽ thay gì bố ơi. Thế là mình có đủ form 6 Ionia, 4 thách đấu, 2 hiệu triệu nhân và 2 dũng sĩ. Bài này nếu được thì các bạn cứ quất hai cái Soari cho hàng tanh, rồi là xếp Yasuo lên trên để tối ưu.
Còn bài của mình giờ vẫn đang thiếu nhiều mảnh đồ lắm. Ra xua mới có vô cực bàn tay công lý, cuồng đao thì trả cho Kai'Sa, thú tượng cho Sen. Bài đồ sẽ tuyệt vời nhất nếu như mà Kai'Sa của mình được cấm ấn Ionia để tối ưu thêm một chết. Bài có phong ổn rồi, đam thì tạm thời là vẫn có, nên là mình dễ dàng đấm cái ông Azir mới level 7 chưa update này, lại còn hack được khá tiền nhờ lõi chiến lợi phẩm nữa. Ra xua tự ra thêm một con, xài nó cái chỗ tiền vừa kiếm được nhờ đấm nhau thì mình có được Sen 2 và ra xua. Vì chưa có đủ đồ và không có đại bác nên là mình phải cho Yasuo đứng ở dưới, tránh để nó bị focus và chết trước. Sen cầm thú tượng ở tiên phong, còn sau đấy là đến Irelia. Đúng như dự đoán thì Yasuo hoặc nhanh quá, mới kịp chăn trối được có 2 lần. Nhưng mà mình vẫn thắng sát sao trước cái nhà Chitana dắt vàng được khá là nhiều tướng này. Cơ hội để thắp lên ngọn lửa Witch đi thôi. Xếp thứ 3 tất nhiên là từ trên xuống dưới, nhưng mà mình vẫn lấy được cái BF để về cho Yasuo. Gặp Aphelios nhưng mà những cái cú chăn trối của Yasuo trước khi nó nằm xuống vẫn quá chất lượng. Phần việc còn lại nhờ Kai'Sa và đồng đội làm nốt. Hình như là ngọn lửa Witch là đầu tiên được thắp lên cho trận đấu này. Ngay trước Rao Chim gặp một lạ lùng team, 6 hiệu triệu nhân cho Kai'Sa cầm ấn lại còn kẹp Yasuo. Bằng một cách thần kỳ nào đấy, một con Kai'Sa 1 của ông này dập được lửa nhà mình luôn. Hẳn năm chết mới vai trưởng. Vừa leo lên đỉnh vinh quang cái bị sút cho bay thẳng xuống trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng một nửa. Chắc là game thấy mình thiếu tanh, Rao Chim giản hai cái giáp, một cái thì mình để dành lắp áo choàng bóng tối, cái còn lại thì đập chứ còn gì nữa. Rất hy vọng nó ra đồ cho Kai'Sa cầm được thì nó say yes, một cái gậy sinh để lắp creep phép luôn. Ơ giàu thế nhở, mới đó mà đã 50 vàng để dành kiếm lợi tức up 9 nhở. Còn giờ thì tranh thủ trước căn nhà và xếp lại bài để Kai'Sa được giả skill tốt nhất. Sau khi rất tự tin với đội hình thì mình khai trương luôn một cái thất bại. Lạ nhỉ, TX bắn tỉa gần 50 số lại còn hơi M2, Yasuo chém rất nhiệt nhưng mà Jerry nó bắn cho gãy kiếm, mình còn lại 30 máu tròn. Biết là meta 4 tiền 3 sao nhưng mà tầm này khó mà roll được Kai'Sa lắm, tại vì có ông kia chơi cùng mà, nên là mình quyết định lì đòn lên 9. 5.2 là một bé Azir 1 sao, lên 8 rồi mà mới có thêm luck 2, còn lại Nguyễn Yvonne thức thì hỏng. Yasuo chăn trối Nasus, sau đấy là Swain và cuối cùng là dứt điểm Talia trước khi nằm xuống. Kai'Sa liên tục bắn những cơn mưa Ikathia, lắc mất rất nhiều thời gian với Sen và Irelia team mình. Cùng lúc đấy thì Ahri đã tích đủ 3 lần và tung skill cho team bạn trật tự luôn. Tí nữa thì ông này không còn cơ hội mà lên Azir 2. Top 8 còn nguyên, không ông nào chịu dừng cuộc chơi cả. Nhà nhà update rồi mình cũng không thể chờ thêm được nữa. Lấy 9 thêm Taric vào để thêm tí chống chịu cho Sen nhà làm. À, con chip vừa bắn vào đít mình đây mà, nó vác súng bắn lần lượt là Sen, Taric rồi đến Sen. Yasuo thỏa sức mua kiếm và cuối cùng là nhẹ nhàng lấy cái đầu con chip này. Một lượt đi chợ nữa, mình lấy Sori về để Yasuo được di cư lên hàng đầu. Về cái là mình roll sạch hành xanh và bắt được hai con đầu to Hammer thay thế Taric luôn vì mình đang cần bổ sung dạng hồi máu cho Kai'Sa quậy. Kêu can trường cũng kinh đấy, thanh toán dắt vàng nhưng mà kêu chưa lên 9 thì đam này không ăn thua. Yasuo hất tung từng con từ can trường lên, quẩy banh nóc nhà thì kêu vẫn chưa quạt được Sen, quạt không được thì ăn chém thôi. Yasuo chăn trối vào nó và chém hai nhát, đao kiếm vô tình kêu nằm xuống thì team bạn coi như hết. Ơ cái bóng à, thế mà nãy giờ cứ tưởng là người gáy quá trời gáy. Quê là quê là quê. Thêm một ụ súng là chưa đủ để mình đánh bại được cái nhà ti hết quái vật này. Yasuo chém trong bất lực vì không thể chạm được tới Jerry. Ti hết khó một phát là team mình bốc hơi gần hết. Kai'Sa cũng dãy ruộng chứ không thể làm được gì hơn. Mình còn lại 16 máu khi mà top 5 còn nguyên. Ôi trời ơi, dòng ngàn tuổi ma đấy cho mình một cái hòm để lấy dệt khổng lồ thêm đam cho Kai'Sa. Cái ông Kai'Sa hiệu triệu nhân kia còn sống nhưng mình không thể roll Kai'Sa 3 được. Thôi thì bán đi và roll bằng cả tính mạng. Cuối cùng thì cũng bắt được Hammer 2, Ahri 2 và 3 nâng cấp trộm súng. Không ai khác mà chính là Kai'Sa không sinh đôi. Yasuo làm đủ phần việc của mình, chăn trối vào Lissandra rồi chăn trối vào Kai'Sa. Tuy là không kết liễu được Kai'Sa nhưng mà chừng đó là quá đủ để Kai'Sa và Ahri nhà mình có thể ra skill dọn sạch sẽ tinh tươm cái bàn cờ này. Respect Yasuo team bạn cũng chèm trúng Kai'Sa nhà mình nhưng mà tiếc là mới có 2 đồ nên là không nên cơm cháo gì. Ông bạn rất giàu nhưng mà còn có 2 máu rồi đấy. Tân này có 2 dấu tích, trong đấy có nhà Azir Luck quân sư. Nhanh nhẹn xếp Yasuo vào góc để né đi skill của Luck ở lần đầu tiên là đẹp. Luck mãi miết chơi đùa với Irelia, sau đấy là cái ụ súng chưa ngọm thì đã bị hất văng bởi Kasate. Yasuo team mình cũng chơi đùa cùng tanh team bạn vì không thể focus vào nhau. Kai'Sa nhảy sang trái trở vào Luck quá đẹp, cùng Kama hỗ trợ để tiễn Luck lên đường. Azir bị bỏ lại một mình thì cô đơn đến chết. Long Cúc vì gặp mình mà cũng phải cúp với top 5 rồi. Ông thiện xạ Aphelios sắp đôi cả hai nhà luôn, quá chất. Thế là còn mỗi mình với cái ông ý. Ok, vào việc luôn rồi. Xếp lại ụ súng xuống dưới để phụ đam. Yasuo né Aphe đi một xíu vì nó không có đại bác, không thể với tới Aphe ngay là chân trối đầu tiên được. Nhưng mà Yasuo vẫn chân trối quá hay, nó hất đi Lissandra, sau đấy thì bị Aphe focus vào. Nhưng mà Yasuo nói bố mày có áo choàng bóng tối, nó lần đi vào một phát chân trối luôn có Aphe 2, mang theo bao niềm tin hy vọng của ông anh hiếu can này. Phần còn lại thì dễ dàng quá, cấu nhẹ 21 máu của ông anh để game kết thúc nhanh hơn nhé. Sao mà đó được, hai thí sinh được nhặt đồ trước khi vào thanh toán nhau ở round cuối. Mình lấy crit phép để cho Ahri phụ đam, còn ông anh thì lấy Hammer về để lên 2. Tầm này cũng roll nốt cho đỡ phí tiền thôi chứ bài mình cũng không update được thêm gì rồi.
mình xếp lại Yasuo để hack lão ổng nhưng mà không thấy ổng có động tĩnh gì. Thế là mình đánh đổi lại Yasuo về vị trí cũ. À, hóa ra là ổng ý có lớp vai cứ thật Yasuo bay lên trời. Ô, súng bắn hoa sen khiến xem bị thu nhỏ lại. Kai'Sa trưởng được một lượt sau khi lướt qua phải. Yasuo đáp đất và kết liễu lần lượt là Taric. Rồi đến sen, ô, súng được đặt ở vị trí đẹp nên còn thu nhỏ được cả Afe. Afe đang cố gắng kết liễu set, sau đấy là Ire, rồi tiếp đến là sen. Yasuo được chém từ đầu đến cuối nhưng không gặp bất kỳ một trở ngại nào ngoài cái lốc. Nên là việc mình có top 1 là điều quá dễ hiểu luôn các bạn. Combat đã hết nhưng mà các bạn hỏi skill của Ahri được tung ra chưa thì chưa luôn. Mong là sẽ có một phiên bản nào đấy để thay đổi đi chứ Ahri như này thì tù lắm. Các bạn có thể thấy không? Comment một câu xác nhận đi ạ. Cặp Yasuo Kai'Sa đáng ngon lắm. Các bạn chơi thì chỉ cần đủ tanh để Yasuo không bị focus vào sớm. Nếu được thì hãy lắp cho nó đại bác để nó quẩy tốt hơn. Vì yếu tố chính để thắng là Yasuo không chăn chống ngu mà. Còn nếu mà các bạn lên được Yasuo 3 thì thôi coi như là mình chưa nói gì. Thế nhá, cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn leo lên vui vẻ nhé.